Sưởng lưới của đơn vị em Thảo hôm nay thì mới làm xong mẫu lưới 15 khung. Và em xin chi tiết đầu tiên là cái dòng lưới bát quái này. Lưới bát quái thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác cái mẫu lưới xanh, một cái dòng lưới đặt của đơn vị em nhé. Thì trong thời gian vừa qua rất nhiều bác chờ đợi. Hôm nay em đã về rồi, chi tiết tới các bác mà đang muốn tham khảo và xem nhà em lần đầu tiên. Đây là mẫu lưới bát quái, mắt 2 ly, bắt từ con nhỏ nhất này các bác này. Và dòng lưới hôm nay em đưa tới các bác là mẫu lưới 15 khung các bác nhé. Và với mẫu lưới 15 khung này thì uh, với cái chất liệu lưới thì đơn vị em chắc chắn là khi các bác mà đã đặt rồi thì các bác không bao giờ thích mua cái mẫu lưới nào khác cả. Dòng lưới này thì kể cả các bác khó tính nhất khi đã dùng của đơn vị em rồi các bác cũng khen. Uh, một chất lưới dày, không xù, không nhão và đặc biệt là cái khung của nó cứng như thế này các bác này. Khung của nó cứng, 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 cứng đanh luôn các bác nhé. Ấn không lún và tất cả thì đều may những đường may thủ công chắc chắn như thế này để các bác nhà mình sử dụng làm sao cho nó bền nhất và với cái đuôi lưới và thân lưới thì cùng một chất liệu như này các bác ạ Đấy, và với dòng lưới 15 khung này thì đơn vị em Thảo còn có lưới 19 khung 21 khung 24 và 29 sẽ có bốn loại để các bác tham khảo nhưng riêng cái lưới 15 khung này em đang đưa tới các bác 4 m 15 khung Đấy, vào hôm nay thì lồng bao hom lồng lươn nhà em cũng mới xong cũng gửi luôn tới các bác này với cái lồng ba hoa ở thời điểm này thì đây là một cái mẫu lồng đi đánh lươn lý tưởng nhất. Đấy và bác nào đang muốn tham khảo đi đánh lươn thì nhà em sẽ có nhiều mẫu lồng nhá. Đấy và đây là lồng lò xo này các bác này. Em hãy chi tiết về từng mẫu một. Đấy với cái lồng lươn ba hoa này hướng dẫn các bác cái cách giáp nhá. Khi các bác mua về là các bác nhận hai mảnh và ba cái hoa. Về thì cái cách giáp các bác chỉ cần cho vào đúng khớp thôi. Đấy là ok rồi. Lồng này gọi là lồng ba hoa và đến với đại lý em thì các bác sẽ mua được với những cái giá thấp nhất. Và bên xưởng em sẽ có tất cả các loại lưới nha các bác nhé. Đây hôm nay nó quay ít như này thôi. Bác nào đang quan tâm tới lồng bẫy cua nhé. Lồng bẫy cua nhà em sẽ có rất nhiều và đa dạng. Và toàn bộ thì là xưởng em làm ra cho nên các bác sẽ yên tâm về chất liệu khung cũng như là lưới. Đây các bác này, cái lồng ba hoa. Cái lồng này giáp hoàn thiện đây. Cho các bác thì mình xem một cái giáp hoàn thiện thì cái này nó chỉ có mấy chục ngàn thôi và với chất liệu nhựa này là chất nhựa uh, hợp với phù hợp với ngâm nước cho nên là các bác sử dụng rất chi là bền đây là hom cái hom này các bác có thể đánh được cả chạch nhé cả cá luôn đấy đấy lươn ok rồi đấy giáp cho em hai cái thế đây và với cái này thì các bác cứ mua từ 10 cái là miễn phí ship hoàn toàn rồi nhé đấy và lồng lò xo so thì nhà em sẽ có các loại luôn à, lò xo so thì em sẽ có màu nhé ví dụ như là à, màu xanh và màu vàng thì cái giá của nó sẽ khác đây cái này là dòng lưới đặt này thì nó giá của nó sẽ cao hơn một chút nhưng đặc biệt thì lưới của nó rất chi là to lồng này lồng hai hom giúp các bác thì mình đánh cá lóc này cá chê cá chuối hoặc là đánh cua đánh ếch đấy còn đây là lồng kim cương nhá giờ cái lồng kim cương cho em xem cái lồng kim cương thì chất liệu đây cầm ngang đây cầm ngang đây, đây. lồng kim cương thì với cái chất liệu là khóa ngang các bác ạ khóa ngang như thế này này đấy các bác đổ tôm đổ tép rất dễ và với cái chất liệu lưới kim cương và túi đựng mồi này, các bác anh thử nhìn ra đây là một cái chất lưới siêu bền giúp các bác này mình đánh tôm đây tất cả là lồng lò xo so hai hom nhé các bác này lồng hai hom có nghĩa khi các bác đặt ở đường nước thì cả con ngược và con xuôi đều vào cái này thì chuyên để đánh cá và cái này thì để đánh tôm này đấy còn lồng cua em đã đưa cái lồng cua một quy và hai quy lên cho các bác này mình được xem nhé với cái lồng cua lồng này lồng một quy này đấy chị để cái số điện thoại lên đỉnh cái chỗ này hộ em đi để cho các bác nhìn thấy. Đây là số điện thoại của đơn vị em Thảo nhé. Các bác gọi điện trực tiếp tới đầu số này. Em sẽ tư vấn các bác này. Lồng một khuy, chiều dài của nó là 30, 50cm. Chiều dài đây là 50cm nhé. Vuông của nó là 35 Cao thì là 14 Đấy, lồng một khuy. Và với cái chất liệu lưới thì em quay cho các bác. Tất cả chất liệu lưới như em đều là lưới đặt và không cứng đanh luôn. Các bác có thể đánh uh, cua đồng, uh, ghẹ biển, đánh cà ra. Đều rất chi là ok luôn. Đấy, và với cái lồng hai khuy là lồng to hơn. Lồng to hơn này thì nó có hai quy và chiều dài của nó là 60 cm, cao 18 và rộng gần 40. Nó sẽ to hơn hẳn đấy các bác nhé. Và tất cả những cái mẫu lồng này ở xưởng em đang nhận giao xỉ lẻ trên 63 tỉnh thành của đất nước. Bác nào có thể mua được chỉ cần các bác alo trực tiếp tới đầu số điện thoại kia. Lồng cua vuông nhé. Cái lồng lò xo này cũng bắt được cua này các bác này. Vừa bắt cua vừa bắt cá. Tất cả những mẫu lồng này đều là mẫu lồng đa lăng. Còn nếu như các bác mà sử dụng quen mẫu nào thì các bác cứ sử dụng mẫu đấy nhé. Đấy còn đây là cái lồng 30 60 này. 30 60, đây là mẫu phổ thông mà em bán nhiều nhất. Thì cái mẫu màu đen này nó sẽ rẻ hơn cái màu vàng và cái màu xanh kia các bác ạ. Đây cái 30 60 là em đang bán lẻ cho các bác là 50 000 đồng một cái, mua từ 10 cái em miễn phí ship. Em còn có cái 25 45 nữa nhá. Đây. Cái 25 45 em lấy cho các bác thì mình xem. 25 45 thì nó sẽ ngắn hơn một chút này. Cái này chủ yếu các bác để đánh cua, nhỏ như này, đánh cua đánh cá rô đồng. Đấy, cái này thì không đánh được tôm đâu các bác nhá, bởi mắt của nó mắt một phân rưỡi mà. đấy và giá cái này thì em đang đưa tới các bác là 40 000 đồng một cái, Có một 10 cái là miễn phí ship rồi. Và tất cả những cái mẫu lồng đây nhà em còn có những cái mẫu lưới đặc biệt dòng lưới mắt 7 ly để các bác nhà mình đánh sông, đánh biển, đánh nước mặn, đánh nước ngọt. Đấy, bao chất liệu lưới tới tận nhà các bác nhé. Ngoài ra em có cả mồi, dọ mồi. Và kho lưới nhà em thì có cả ủng để các bác nhà mình đi đánh cá, đánh tôm kìa. ủng chống nước, để bác nào mà muốn mua chọn bộ thì cứ liên hệ trực tiếp tới đơn vị em nhé. À mình còn mấy cái giờ, cái cái vợt cá đâu bà Lành ơi. Chỉ lấy cái vợt cá mấy cái lưới đen kia ra đây để đưa lên cái để cho nó đủ bộ. Nhà em còn có tất cả những cái mẫu lưới đúc rất nhiều loại nha các bác nhé. Thì qua video ngắn này bác nào mà đang quan tâm tới dụng cụ lồng lưới. Thì các bác nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh là nút đỏ ngay cạnh góc màn hình. Để em sẽ đưa tới các bác rất nhiều những cái dụng cụ hay. Để và đảm bảo chất liệu lưới bên em sẽ làm vừa lòng tất cả các bác. Để bác nào ở đâu cũng có thể mua được và giá rất chi là thấp nhá. Đây là cái vợt cá này. Để bác nào mà cần vợt cá thì em có cả vợt cá dày và vợt vợt dày và vật thưa nhé Đây là vợt dày này các bác này. Để, đây, đây là vợt thưa. Đây nó cũng không sâu mấy đâu, sâu bình thường thôi các bác ạ. Đấy, đây nha các bác nhá. Cái này thì vợt tôm giống này, cá giống rất chi là ok. cái giá rất chi là thấp. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì cứ gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại kia. Đấy, và em có cái mẫu lưới đặc biệt đây này các bác này. Đây là mẫu lưới đặt nó mắt 7 ly nha các bác nhé. Có loại màu đầu xanh lơ và thôi chả cần tháo đâu. Đầu xanh lơ và đầu xanh đen. Cái này bác nào muốn xem chi tiết thì hãy vào Zalo em gửi mẫu cho các bác xem. Còn đây là một cái video chủ yếu là gửi giới thiệu tới các bác lồng lò xo, so, lồng lươn, lồng bát quái. Đấy, và đây là dòng lưới đặt mắt 7 ly nhé. Mắt này các bác chỉ đánh tôm càng xanh thì được thôi. Còn tôm bé không đánh được và cũng rất cảm ơn là các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới shop em. bác nào đang cần tới đồ gì dụng cụ đi bẫy cá bẫy cua bẫy tôm hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại kia. có zalo để tư vấn các bác và hàng nhà em tới nhà các bác được kiểm tra hàng trước khi trả tiền đúng chất lượng như này các bác nhận và thanh toán ở bên bưu điện giúp em nhé. cảm ơn các bác đã theo dõi video chào và hẹn gặp lại các bác ạ.